Đấy nha, cái này là cái tấm nguyên liệu PVF 4 lớp thì nó sẽ có là nó đánh dấu cho mình đây, lớp 1 này, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì là tức là nó có 4 lớp, nó có một cái đường cắt ở đây này, nhưng mà cái màng này màng ngoài ấy, thì mình dán mình bóc xong dùng máy cắt thì cắt ra được cái tấm như này. Và mình đầu tiên là mình sẽ bóc cái lớp định vị ra để lên đây, nó định vị dấu cân nữa, đó là mình mới dán lau sạch cái mặt hình trước. Đối với dòng màn cong ấy thì phải dùng cái PPS này, và PPS thì nó sẽ nhiều mẫu, mẫu dễ dán nhất ai có thể dán được là cái PPS 4 lớp này. Đấy, nó đánh dấu sửa, nó đánh dấu là 4 cái và 4 lớp. Đấy, cái này thì nó in đây là chống vân tay này, chống va đập này, dẻo có thể dán được mọi loại màn hình, góc cạnh tức là nó uốn được 360 độ. Nó sạch đi ra cái 4 lớp này dán dễ mà. Bóc cái lớp định hình, cái lớp định hình này, lớp trắng này nó chả có ấy gì đâu, mình chưa nhìn được cái vạch, nhưng mà nhìn bên này nó có đường cắt trước, đường cắt của cái lớp thứ ba mình sẽ dùng lớp giữa, rồi cái lớp vàng là lớp nột ra. Mình bóc cái lớp định hình trước về cái lớp này là lớp để giữ cái lớp định hình này, cái lớp định hình này thì nó sẽ không có keo, chỉ có một bóng bóng thôi, thì mình cân cân vào đấy trước. Để nhìn cho nó cân này, như là đang bị lệch ở góc bên này thì mình phải bóc ra. Lớp này nó có một cái lớp keo rất là ít, gần như là nó chỉ để đủ dính thôi. Đấy, nó gọi là định hình. Đấy, khi mình định hình cân hết 4 góc rồi thế này, ok thì mình gạt cho nó dính xuống một chút thôi. Thế này nhìn, anh nhìn thấy không, nhìn đây nó có một cái đường kẻ này. Đấy, thì mình sẽ lột cái đường kẻ ra trước, mình lột cái phần gắn này ra trước này, mình cân cái đầu này lên này, uốn cong cái này ra, uốn này, bóc cái này thì nó, sau đó mình lấy cái gạt này, gạt này, đấy thì nó sẽ giữ cái phần cuối này, nó giữ phần cuối rồi thì mình lại mở cái phần đầu này lên thôi, mở phần đầu này lên, uốn cong cho nó bong cái lớp thứ ba ra, đấy, sau đó mình lại lấy gạt, biết chặt rồi, đấy, nó đẩy cái này lên. Đấy, thì nó sẽ thẳng cân luôn. Đó, mình vuốt góc này xuống, vuốt góc cạnh, góc cong xuống, vuốt góc cong xong nó nột cái mặt ngoài ra thôi, thấy không, bóng đường. Xong mọi người xem nhìn nhá, bóng lừ luôn. Và cái này miếng dán này nó không bám vân tay nhé, nè mình vân tay nhé, để đây nó sẽ không bám này. Đây nhỏ từng nước vào biết nghe. Nó bởi vì mặt nó trơ đấy, thì mặt nó trơ như thế này nó không bám vân tay, thấy không, này nhỏ dốc phát là nước nó sẽ hết sạch luôn đấy. Dốc phát là hết sạch nước. Nó không bám vân tay nên là nhỏ nước vào nó rất là trơ, nó như kiểu là phủ nano ấy.